Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bạn trai chuyển giới bị tung bằng chứng bắt cá hai tay, Miko Lan Trinh phản ứng ra sao? Động thái của Miko Lan Trinh khi bạn trai chuyển giới dính lùm xùm bắt cá hai tay đang được đông đảo netizen quan tâm. Vào tối ngày 28 tháng 8, Kenji bị một cô gái tự xưng là người yêu cũ tố bắt cá hai tay. Tài khoản này cho biết mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 2018. Vào thời điểm Kenji đi quay MV gạo trắng nước trong cho Miko Lan Trinh, cô phát hiện Kenji đã cắm sừng mình. Chủ bài viết còn tung tin nhắn nặc mùi 18 cộng giữa Miko Lan Trinh và Kenji. Cô cũng phát hiện ra Kenji đưa áo của mình cho Miko Lan Trinh mặc. Sau đó 2 tuần, cô gái này và bạn trai Miko Lan Trinh đường ai nấy đi. Ngay lập tức, Kenji đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với cô gái này. Anh cho biết đó chỉ là trợ lý. Không để khán giả chờ lâu, Miko Lan Trinh cũng có chia sẻ đáng chú ý về bạn trai chuyển giới. Tớ đã nói rồi mà, ban đầu tớ tưởng ảnh hiền, nhưng sao mới biết là tôi quá ngây thơ trước anh rồi, nên chúng tôi mới xưng hô là chú cháu chứ. Chuyện người yêu cũ của anh, xưa tôi đã thấy bao nhiêu là hình, là clip, là thư. Tôi biết anh đa tình, chính tôi cũng bị hút vào anh còn gì. Nhưng anh không giấu tôi bao giờ, từ khi làm người yêu anh tôi cũng không bao giờ phải hoang mang hay bất an, thiếu tin tưởng người yêu mình, dù chỉ một giây. Không phải tôi mù quáng, mà tôi quan sát. Và anh thật y như tôi vậy, cho nên chúng tôi mới nhìn được nhau rất thoải mái và thành thật cả nhà ạ. Sau chuyện này cũng là bài học kinh nghiệm cho các cặp đôi, hãy xây dựng trên sự thật dù nó có thế nào, mà chúng tôi thì cũng rất tự hào với sự thật, với quá khứ của mình, có đúng có sai nhưng luôn hướng thiện và học tập. Miko Lan Trinh có chia sẻ gây chú ý về bạn trai chuyển giới. Cô cho biết cả hai luôn thành thật, không giấu giếm nhau điều gì. Bạn trai chuyển giới của giọng ca 8X cho biết anh và cô gái kia có mối quan hệ là trợ lý chứ không phải yêu đương. Trong quá trình làm việc, Kenji phát hiện ra cô gái này có nhiều tật xấu, không thể tiếp tục hợp tác nên mới chấm dứt. Cho đến khi nhận Ly làm trợ lý cho mình mới biết. Phốt như thế này, Ly đã từng lên kịch bản rất nhiều lần với những người khác, từ bạn bè cho đến những người từng làm chung. Mình mới dần thấy sợ và biết được con người thật. Mình đã tỏ thái độ không hài lòng, ngăn cản Ly làm những việc đó. Nhưng mặt khác, mình dần nhận ra, dù mình có từng muốn mở lòng cho Ly, vì thấy Ly luôn cố gắng làm mình vui, nhưng tâm tính cả hai hoàn toàn không hợp nhau. Kenji cũng cho biết trước khi quen Miko Lan Trinh, anh đã chấm dứt hết các mối quan hệ nhập nhằng khác. Dù trước đó anh là người rất đa tình, thậm chí anh đã thành thật kể hết cho bạn gái về quá khứ và tình trường của mình. Mình chỉ sai khi cùng lúc quen nhiều người. Con người trước đây của mình, nếu không có Miko, đã xa lầy vào rất nhiều tệ nạn và những cuộc ăn chơi không điểm dừng, sống không trách nhiệm, không ràng buộc và luôn thừa nhận điều đó, không giấu giếm. Bây giờ mình chỉ thấy bản thân mình đang tốt hơn rất nhiều, chỉ yêu cuồng si một mình cô ấy. Kenji lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với cô gái kia. Anh cũng nhấn mạnh, không có cuộc tình tay ba nào trong lúc hẹn hò Miko Lan Trinh. Hiện tại lùm xùm tình cảm của Kenji và Miko Lan Trinh vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bị bạn trai Miko Lan Trinh xem là bạn giường, cô gái tung loạt bằng chứng dập lại với chi tiết bất ngờ. Sau khi bị Kenji phủ nhận toàn bộ bài phốt, cô gái tên LL đã lập tức phản bác bằng việc đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh cả hai cùng nhau đi Đà Lạt. Có thể thấy trong đoạn clip Kenji và cô diễn đầu đôi với nhau, kèm theo đó là những khoảnh khắc tình bể bình trông hệt như một cặp tình nhân thực thụ. Đáng chú ý, khi LL nói rằng cảm xúc của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm, Kenji đã lập tức khẳng định một câu chắc nịch, chứng tỏ là cùng đi Đà Lạt về không chia tay nha mấy bạn. Không chỉ vậy, LL này cũng đăng tải hàng loạt đoạn tin nhắn mùi mẫn của cả hai, kèm theo những hành động ngọt ngào của Kenji như nấu đồ ăn, bồi bổ, mua những món cô thích, băng bó vết thương, chúc Tết bố mẹ cô, hứa hẹn khi nào sự nghiệp ổn định sẽ đường đường chính chính với cô. Thậm chí qua đoạn tin nhắn bằng chứng, bạn trai Miko Lan Trinh còn bộc bạch rằng nếu mất cô gái này, anh sẽ hối hận suốt đời. Những hành động ngọt ngào cùng với phát ngôn đặc biệt của bạn trai Miko Lan Trinh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, và những cử chỉ nói trên thường chỉ được dùng cho những cặp tình nhân, những mối quan hệ chính thức, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ trên mức tình bạn như Kenji chia sẻ. Hiện tại lùm xùm tình ái của bạn trai Miko Lan Trinh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ netizen. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.